Miệt thứ cần biết, tỉnh Kiên Giang áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người từ 0 giờ ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2021. Điều số 1. Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Khuyến cáo người dân nên ở nhà. Điều số 2. Tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Điều số 3. Các cơ sở tôn giáo không tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Trong trường hợp thật sự cần thiết và được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, hạn chế tối đa số lượng người tham dự, nghiêm túc khai báo y tế. Điều số 4. Tạm dừng hoạt động một số dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ cao, bao gồm cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, karaoke với mọi hình thức, xông hơi, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, nhà hát, các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, dịch vụ thể dục thể thao trong nhà như gym, yoga, fitness, bia. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, vui chơi, giải trí tại các địa điểm công cộng, các hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Điều số 5. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như buôn bán, bán lẻ, sổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê, trừ các cơ sở nêu tại điều số 4. Khu tập luyện thể thao ngoài trời, khu di tích danh lam thắng cảnh, khu vui chơi giải trí như sòng bài, Wing Wonder, Grand World, Savire Phú Quốc được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế như khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành y tế thì buộc tạm dừng hoạt động. Bà con cũng cần lưu ý thêm, chính quyền sẽ tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Không đeo khẩu trang, mức phạt 1-3 triệu đồng. Vứt khẩu trang bừa bãi, mức phạt 200-500 ngàn đồng. Không tạm dừng hoạt động, mức phạt 10-40 triệu đồng. Tụ tập quá số lượng, mức phạt 30-80 triệu đồng. Chống người thi hành công vụ, mức phạt 2-10 triệu đồng.